Trong video ngày hôm nay, bên Huấn Audio báo giá 3 dòng mic có dây của bên mình, giá từ 450.000 đồng một cái, đã được bao ship rồi. Đầu tiên là mic 450.000 đồng một cái bao ship đây, mic KTV dây niền của mình mới nhập về, nô cũ này anh em nhé. Có chống năn sẵn này, mic có công tắc ở đây, cả lên cả xuống anh em nhé. Tắt bật, dây niền và dây rất tốt nhé, mềm lắm, rất tốt. Giá bán được một cái là 400.000 đồng nhé, 450.000 nhé, 400.000 tại nhà và 450.000 đồng bao ship toàn quốc cho một chiếc này. Kế bên, mic DM3.0, mic mới nguyên hộp. Trong clip này chỉ có con này có hộp thôi nhá, mới nguyên hộp. Củ mic to, thu âm rộng, trung âm dày. Trong cửa tiền là rất là tốt rồi. Giá bán cho một cái là 600.000 đồng, mình sẽ bao ship toàn quốc anh em nhá. 600.000 đồng bao ship toàn quốc. Mic Mỹ Startup Pro, một phiên bản đã được tối ưu về giá anh em nhá. Chất lượng mic chất tốt, không tối ưu về chất lượng đâu nhá. Chất lượng vẫn vậy nhưng mà giá được gần như là đã sập sàn chứng khoán rồi. Sập sàn đó. Giá chỉ còn có 650 một cái tại nhà và 700.000 đồng thì sẽ bao ship toàn quốc, và đi kèm luôn là một sợi dây mic mình nhảy. Nghe cái mic này về có tay không thôi, thì mình đang có luôn cái dây này thì mình đi kèm luôn, anh em mình có thể không lấy dây cũng được anh em nhé. Còn cả dây cả mic như này là 700.000 đồng bao ship toàn quốc. Đã có 3 mic ở đây, thì mình báo lại giá chi tiết đây. 700 một cái bao ship cả dây, 450 một cái cả bao ship luôn, dây niền. Thằng này cả dây luôn rồi, cả hộp luôn này, 600.000 đồng. Đó, có 3 loại thôi. Anh em nào quan tâm điện cho mình tư vấn nhé, và chào anh em.